Alex, chẳng may có chương trình IELTS bắn lên một cái sàn chat IELTS Betcom. Rồi cơ đầu tiên mình đi tham gia chương trình này gấp, cảm ơn lướt bấm nút ta. Sau khi bạn lướt cấp tra xong, các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Làm nhiệm vụ là join kênh Telegram, follow Facebook, hay Word hay nó đó các bạn. Rồi nó hỏi gì bạn bấm don, bạn làm theo bot nha các bạn. Rồi bạn khai báo lên các bạn, làm theo nhiệm vụ rồi bạn khai báo thông tin lại. Clip MetaMask đến token gì cũng được. Rồi bạn bấm balance, bạn sẽ nhận được 100 token LED nha các bạn. Con này không 4 đô. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Làm việc chơi nhanh. Mình có đây một cái bài viết cho các bạn tham khảo. Các bạn không hiểu thì cứ xuống bài viết mà tham khảo các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.